Xin chào ông bà cô chú nha. Bữa nay là quay bằng điện thoại mới nè ông bà cô chú ơi. Mỗi năm mua điện thoại mới cũng là một cơ hội để quay cái camera mới cho hình ảnh đẹp cho ông bà cô chú coi. Rồi làm gì làm đi. Ông bà cô chú coi nha, hôm nay là chính thức là quay bằng điện thoại mới nha. Coi cái hình ảnh nó có hay hơn không? Nó có sôi nổi và nó sống động hơn không? Rồi sao nữa, còn quay gì nữa? Ba đang ngồi canh đó nè ông bà cô chú. Cảnh cái cỏ nè ông bà cô chú. Rồi quay đi. Làm gì nữa? Khoan, để mày đứng sau lưng con. Rồi con làm đi. Wow, à, ông bà cô chú thấy rõ nét hơn không? Thấy cái màu nó có xanh hơn. Chất lượng hình ảnh nó có ok hơn không? Rồi ok, đây đây. Nó có bị rung lắc gì không? Hay quá, bữa nay cao quá trời. Này quá trời cao rồi. Này nghỉ ở nhà hả? Relax. Cuối tuần không bà cô chú? Ba ngọn đầu, mẹ ngọn đầu ha. Điện thoại này không biết bỏ dưới nước được không chay? Mẹ làm điện thoại kia đi mẹ. Rồi không biết cái loa nói cái này là không biết nó có lớn hơn cái điện thoại kia không biết. Rồi để phải thử mới biết, đây lần đầu tiên quay chứ chưa, bữa giờ hôm qua giờ chưa quay. Mẹ làm thử mẹ bỏ dưới đây được không? Thôi, chưa. Mới mua. Mẹ làm thử điện thoại kia đi mẹ. Thôi, kệ đi. Cho mẹ đi. Mẹ cứ điện thoại nào làm đi mẹ. Đó, quay rồi, quay zoom chay là 5 chấm nè. Ôi mẹ ơi, bỏ cái lửa lên mẹ. Quay nhanh nè. Đâu nè, 5 chấm nè. Nãy ít 5 chứ, ít 5. Ba mèo nó cứ xìu rồi. Trời ơi, kéo quần lên tới đúng rồi. Ít 5 á. Bà chạy ít 5 nè. Im hót nè. Ngồi đây nghe chim hót. Thú vị lắm ông bà cô chú ơi. Okay, pretend to be Sailor Moon and now swim as fast as you can to mommy. Quay mặt qua đây cho chay. Quay mặt qua đây cho chay. Chụp chụp chụp. Ngồi bơi dữ chưa. Ồ cái này là ít 15 nè. Này đang là ít 15 nè. You went down there, it just felt like it took forever. You came back, it was like... ít 15 nè. Trải nghiệm thú vị. Where's the little toy shirt that you... Cái gì? Where's the little toy shirt that you... put down there and I... Stop it. Đây, biết. À, cuối tuần đây là Ngọc có dẫn chay đi chơi cả nhà ơi, đi dạo vòng dẫn mẹ đi vòng luôn. Giờ là chuẩn bị cho chay chơi cái trò này nè. Nãy giờ vô đây là có mua một vài món đồ chơi cho chay, mới vừa dẫn đi ăn gà xong, giờ cho chơi thêm này nữa.
nó với cuối tuần mà phải dẫn cho nó đi chơi chút chứ còn nguyên tuần từ thứ hai tới thứ sáu đâu có chơi bời gì đâu, chuẩn bị chơi cái đó đó. Mẹ Ngọc thì đang ở trong kia shopping rồi, chồng ở nhà, ba ở nhà, Ngọc chở mẹ với chay đi thôi. À, đang đứng đợi tới lượt mình nè ông bà cô chú. Đông quá, chủ nhật mấy bạn nhỏ ai cũng đi hết trơn nên là phải đợi. Rồi bây giờ tới lượt chay nè ông bà cô chú ơi. Bà cô chú coi chay nhảy nha. Wow, bữa nay mo rất là nhiều đồ sale luôn không cả nhà. Quần áo, giày, dép, đủ thứ sale ở trong đó hết trơn. Thấy mặt ham luôn á. Ừ, đã chưa? Ráp cái giày đó vô cái đó là giày an toàn đó. Hái chi đi. Khoái khoái. Hồi nãy đi ngang không có đầu nha cả nhà. Đi ngang không có đầu mà tự Ngọc hỏi á. Tự Ngọc hỏi con muốn chơi không? Cái nó dạ muốn chứ đi ngang không có đầu. Nãy giờ đi ngang quay ngang là cái này mấy lần rồi đó. À, nó có cái hơi nó đưa lên là sao không? Wow, cả nhà coi Ngọc quay 0.5x nè cả nhà, cái diện nó rộng ghê quá nha. Diện nhà rộng ghê luôn á. Mà cái camera Ngọc thấy có quay có thấy sắc nét hơn là cái camera cũ á. Hay của điện thoại cũ á. Ôi ơi coi. Là 1x nè. 2x nè. 0.5x nè, diện rộng ghê không? Thấy đầy đủ luôn á. Gặp mình ăn xong, mình nhảy về kiểu đó cho mình nói quá. Mới về ăn xong ba cái đùi gà. Nhảy vậy mới hết năng lượng của nó vậy chứ cũng chưa hết năng lượng đâu. Về là còn phải là tập đàn piano nữa rồi còn phải đồ chơi tới tối tới khuya. Nhiều năng lượng vô cùng luôn. Giờ lớn hơn bà cô chú rồi thấy thương lắm. Đi học còn sao về kể cho mẹ nghe hết trơn. Nói mẹ là người bạn thân của con á. Về kể bạn con sao. Giờ làm nhiều cái dễ thương lắm. Hey, cả nhà ơi, hôm nay là Ngọc mua đồ này về để ngồi ở ngoài đây ăn. Thơm quá. Ngọc thèm cái crawfish mấy ngày nay. Mà cái chỗ này thì lại không có bán để mang về. Mình phải chạy lên đó. Có một đêm Ngọc nằm mà 7 giờ mấy mà Ngọc thèm crawfish. Ngọc lên Ngọc bút giống như bút ráp ở bên Việt Nam mà vậy đó. Mà hả cái chỗ này không có bán to go, không bán mai đem về nên Ngọc phải chọn những chỗ khác. Người cái Ngọc ăn cho đỡ thèm nhưng mà cái sauce của nó cũng không bao giờ giống cái chỗ này mà Ngọc đã ăn. Hôm nay là mua rất là nhiều về, tại muốn mua về nhà chứ không muốn lên trên đó ăn. Nên là hả mua về để tối nay mà ngồi đây ăn cho mát. Cái con nó bự hả? Bởi vì con biết cái con nó bự nên là con mua nhiều. Đây cả nhà xem nè, một mâm vừa có crawfish, vừa có đầy đủ các loại lagim. Còn mâm bên kia thì cho chồng Ngọc nó ăn ánh thích bên kia. Chào cả nhà mình nha. Chào tất cả mọi người mình nha. Mời cả nhà cùng ăn một mâm hải sản siêu to khổng lồ với lại gia đình Ngọc nha. Wow. Đó, đây nè đầy đủ luôn á. Quá dữ luôn. Đem qua cho đi Quỳnh mấy cái... Xúc xích là cho đi Quỳnh cái trứng này, đi Quỳnh thấy đang trứng ba ăn đi bác. Ba phải thiếu cái nĩa rồi. Đâu có ai ăn nĩa đâu. Trời ơi, gấp vậy thôi chứ bóc tay. Vậy hả? Nhưng mà bóc tay ăn không được. Cái nhà rồi, thôi ăn thôi, để chuẩn bị mưa à. Giờ chiều xài giấy mưa. Ăn miếng nha, hy vọng đang ăn đừng mưa thì chạy vô. Ăn nhanh để vô. Giờ là chiều dễ chạy ra đây, bắt đầu có rùi bay tới liền ta. À, ba coi video cả nhà thấy bác ba qua mấy ngày nay qua bên nhà chú Bình rồi ha, cả nhà ha. Vui quá trời luôn. Hồi hôm qua Ngọc đã mua vé máy bay cho bác ba và chú Bình để ba qua đây. Mấy bác cháu chú cháu cũng ngon Ngọc. Trời sao cay dữ ta. Sao con nói vừa cay thôi mà sao cay dữ vậy. Nước sạch ghê hả. Yeah. Không có chỗ nào làm ngon bằng chỗ này.
Rồi cái cho mấy bác cháu cho nói chuyện để bàn là coi bác ba qua ở bao lâu, rồi muốn ở bên đây bao lâu, bên kia bao lâu, sao sao đó. Cái chia thời gian ra. Rồi cái bác bắt đầu chọn được ngày. Rồi xong bắt đầu mới mua Ngọc mua vé máy bay cho bác ba với chú Bình, là bắt đầu bầu chơi. Chơi ở bên chú Bình xong rồi sẽ qua bên Ngọc, tại vì khán giả cũng hỏi là chừng nào bác ba qua mẹ. Ừ, mấy cô chú cũng hỏi. Dạ. Từ từ. Có chị kia chỉ nói sao thấy chú Bình qua bên bác ba qua chú Bình mà chưa thấy qua Ngọc. À, chết. Không đi Mỹ thôi chứ đi Mỹ đi thăm hết tất cả anh chị em. Yeah. So when is Bakba come? Next week. Tuần sau đó, tuần sau là Bakba qua đó cả nhà. Đi là đi từ Chicago, mua vé máy bay là đi từ Chicago. Qua Việt Nam qua Chicago rồi qua đây, qua Florida rồi bắt đầu về Cali, là về Việt Nam luôn đó. Ở Việt Nam ở Cali về luôn á. Đi đúng đường đó, đúng tiếng luôn á. Tôm này thiệt bự luôn. Tôm bự nhưng mà không tươi nha. Ủa mày chưa ăn hả? Chưa. Mày mới ăn tất cả. Không có tươi. Tôm rất là bự nhưng mà không có tươi nè. Con tàu con lấy bự chà bá luôn. Mấy con rùi này khó chịu dữ ta. Phải chịu thôi chứ sao. Thì chứ mình ra ngoài đây rồi. Thì đây nè. Nơi của các bạn ấy sống rồi. Nên mình không được than phiền. Ai mượn ra đây làm chi, đúng không? Đúng. Không thích rồi thì bước vô nhà. Ra đây rồi bày đặt còn nói nữa. Nước này nó béo ghê hết rồi. Yeah, this is like the best one, the best sauce. The other day I had some, it wasn't bad. Okay. Nước này nó sạch. Nước béo ghê. Có nhiều cô chú anh chị em nhớ hồi xưa con có bầu chay á, hay ăn món này. Mà chuyến này thì thấy con ít ăn món này. Đúng là cái này nè. Con không được tươi nè. Con ổn ổn không à. Ổn ghê không. Nó là chắc năm đó rồi hả. Không biết sao. Thấy ở ngoài thì nó thiệt là ngon hả. Mà thường thường á, ở bên Florida là người ta cho. Cho cái COVID này nè. Hồi bữa con mua chỗ kia tươi lắm. Nó kể. You want some potato that or you have it? I have one. Cái xúc xích ở đây làm á, không có bị mặn. Rất ngon kìa. À, xúc xích ngon không bị mặn. Có nhiều xúc xích mình ăn vô nó mặn giác à. Như đây là 4 pound mà thấy vậy ít tôm ghê không, tại vì tôm nó bự á. Con mua chỗ hôm trước hả? Chỗ mình ăn á. 4 pound là cỡ chừng khoảng 1 pound là nửa ký đi. 4 pound 2 ký. Good meal right at you. Great. Chay thì đang chơi với lại Olivia trong nhà. Olivia ba nó. Rồi chút nữa ba nó chở nó đi. Giấy không? Không ba. Chút nữa ba nó chở nó đi trực tiếp chơi nữa không bà cô chú ơi. Mưa tới chơi. Nói trực tiếp gần nhà. Đây sướng hay mò luôn. Yeah, and if they still want to play, we'll skip. Đi lên xe hơi ngồi tới chỗ đó cái chơi vô luôn thôi, đâu có bị mưa ướt gì đâu mà lo. 2 phút à. Là nó về nó kể cho mẹ. Con đi lên cho nó mẹ. Con gặp bạn con lúc học lớp mẫu giáo á. Nhớ thầy. Đó. They still want to play too. We can skip the ice rink. Còn nếu mà muốn ở nhà chơi với Olivia khỏi đi. Ra đường thì hỏi già mà về nhà thì hỏi trẻ. Sốt ngon xinh khủng. Nít cho nó khôn, bây giờ nó khôn cái gì thì cũng biết, nó nhớ dài lắm. It's just like just spicy enough to where it like burns the lips, but it's not spicy in the throat. Yeah. Yeah. Nước béo ghê. Ôi ôi này ăn này nó đã dễ sợ đã luôn. Nước này nó quá đã. Nó đã lắm. Đã thiệt chứ. So good. Mm-hmm. Một cái phần này nè mẹ là có 4 lát. Nếu mình mua một phần là có 4 lát xúc xích. À. Con mua 3 phần. 4 lát hay 5 lát ta? 5 lát. Con mua 3 phần là được 15 lát xúc xích. Ngon. Ngọc chở mẹ đi shopping về là Ngọc mệt rồi ngủ cho tới giờ vậy luôn á. Mẹ về mẹ nằm hơi đuối đuối, mẹ cũng đi ngủ một chút. Yeah, you went to sleep right after shopping, huh? Yeah. And then we get in the mail
20% off at Macy's. À, rồi hồi nãy đi Quỳnh đi ra lấy mail mẹ. À. Là nếu mà mình hôm nay mình đi Macy là mình được cái coupon 20% off. Nghe hả? Mà mình đi mất tiêu rồi. Ồ, đúng không? Lần sau mà mẹ đi Macy mẹ nhớ nhắc con nha. Ừ. Đem thấy đó mình được giảm 20%. Ừ. Ăn cái này nó hơi bị dơ yeah. chút nha ông bà cô chú nha. Bà cô chú thông cảm nha. Có cái bao tay thì ăn không có được. Còn ăn không có tay thì quá. Bị dơ. Đúng mà sót nhiều. Bao có cần không bao? À, không. Bà ăn cái này. Yeah. À, để or bà take the. Thì Quỳnh ăn hết không? Ăn đi. Quỳnh ăn không hết. This is spicy. Rồi mày thấy không? Đây nè, nó bở bở gì, bở mềm hết trơn rồi nè. Bảy rồi, nay là bị sốt ngon mà tôm không ngon. Dạ, uống ghê. Đổ trát. Ôi. Mà chưa lần nào mình mua chỗ này bị vậy nha. Ừ. Ừ, đúng rồi, giờ phá mày. Dạ. Giờ phá. Giờ hết trơn rồi. À, bị giọt. Nước sốt này mình cắt lại để mình mua tôm về. Lần nào ông nói cắt hết trơn. Cái này có bắp ba quá. Lần nào ông cắt hết đó mà xuống ăn cái này được. Mà cắt rồi là không có không có nấu gì. Con suy nghĩ hết tất cả những chỗ để dẫn bắp ba đi ăn rồi. Ừ. Nằm con suy nghĩ rồi. Chú Dũng mà cũng tội nghiệp, cũng chuẩn bị thiền bài rồi. Ngày nào chỗ nào sao suy nghĩ hết trơn rồi. Ba qua đây cũng cần để chứ mau quá. Dành riêng cho bắp ba một ngày. Cũng tội nghiệp. Anh em. Bò của mình đi Quỳnh là quyết tâm với bao tay. Nước này mà ăn bún hoặc ăn cơm gì ha. Thôi, ăn bún thì bỏ nè không. Mà nghĩ sao cái nước này đâu phải ăn bún mì như là ăn cà ri đâu. Bà thấy ăn bún hoặc chấm bánh mì. Bún cay lắm ăn. Mì thôi chứ không ăn cơm ăn ấy gì nói ra trơn á. Béo quá béo. Béo nhưng mà nó hơi mặn. Không thể nào ăn bún với ăn cơm nổi đâu. Bánh mì chấm tí xí sẽ ok. Nói chung là nguyên một mâm là nó toàn là bị ớt không luôn á. Thấy con mâm nhiều, thấy ngon, thấy đẹp vậy chứ không? Phải hên đó nha, hên con mua nhiều quá. Đây nè, ớt hết trơn luôn ngoại ơi. Ừ. Nó xì luôn rồi. Hên con mua nhiều chứ không mấy là không ăn được luôn rồi đó. Ngay xu rồi. It's all really like, it's not fresh. Con này có ngon không? Tươi không? Cái nào ngoại? Con ngon này á. Ăn cũng được không? Con này thì lúc nào nó cũng đông đá rồi. Không có nào hỏi tươi con nó được. Người ta bắt ở ngoài biển á. Con đó thì mình không có đòi hỏi. Cho gì ăn đó. Yeah, not as fresh as it. Yeah, it's all dead. Bắp nè, trời ơi, bắp này ăn vô mới thấm nè. Bắp ngon. Tại là chiều nào ở đây cũng vậy á. Giờ là hồi 4 giờ ba đi tưới cây rồi á. Tưới chưa? Tưới rồi. À hả? Ở vậy thôi, mỗi mốt chiều đừng tưới cây nữa. Tưới dương. Tưới dương nước để tối không có mưa thì tưới. Không có mưa, trời động sáng có nước cô thì Quỳnh nè. Ừ, nước sáng mở là ra có nè. Tưới rồi. Ừ. Mấy giờ nước vô đây thiệt ngon. Mạnh ghê mạnh luôn. Mạnh ghê luôn á. Bởi vì mình có đi về Việt Nam mà đừng có lo. Ừ. Hỏi ai tưới cây giùm. Ừ. Bơ nhà đây cả nhà ơi, vô làm bơ dầm ăn chung với loại sữa đặc. Oh. Tuyệt vời. Nay là đúng vừa ăn luôn nè, để mai nữa không ngon á. Oh. Có trái này sắp cái này. Ồ, cái này hư rồi. À. Đúng rồi. Này hư rồi. Nó giống như nó bị dập cái đầu á. Trời ơi, cả nhà có hột bơ nè. Bơ này có một cái là mình phải cắt ra. Chứ còn mình lột không được. Lấy cái muỗng scoop cũng không được luôn mẹ ha. Phải cắt ra. Giống gì mà mỏng dữ không biết.
Đó. Bảo có coi video clip này nhớ dặn cô ấy nhớ xịt phân xịt đồ này kia cho cái cây nho thân gỗ của Ngọc nha. Nhiều lúc quên á. Đây là cái bịch sữa đặc nè cả nhà. Sữa đặc của Mỹ nè. Này thì Ngọc không có thích cái bịch này bằng cái chai. Chai khỏe hơn mà chồng Ngọc anh đi mua. Nên là anh mua cái bịch này. Nàng sữa vô. Rồi giờ bắt đầu mình dầm thôi cả nhà ơi. Còn vậy chứ dầm xuống còn nửa ly. Trời ơi, nhiều sữa quá à. Quá trời sữa rồi. Bỏ, trời ơi, dầm mau ra ghê không cả nhà. Mau mau ấy ghê không. Bỏ thêm nước đá vô mới được. Đá nào đây ta? Đá viên hay đá nhuyễn ta? Cho bỏ đá viên đi. Yeah. What a. Yeah. So this goes underground, surrounding. Oh, it just came? Yeah, this is the one that hangs. This is the one in the ground. Oh. Mời cả nhà ăn bơ dầm nha. Ôi, quá đã rồi. Mấy năm nay á Ngọc ăn bơ dầm không à. Không, Ngọc không có bỏ nước đá. Lâu lắm rồi Ngọc mới ăn ăn bơ dầm mà Ngọc bỏ nước đá lại. Tuyệt vời. Tại bữa biết sao Ngọc thấy ba Ngọc làm bơ cho ba cái ba bỏ nước đá vô á. Cái giờ Ngọc thử Ngọc bỏ thử. Không còn gì để diễn tả nữa. Béo ngọt cũng lạnh. Đã quá. Ăn này vô nó mới đủ no. Chứ còn không ăn nãy kia không no. Coi coi. Trời ơi, sao giờ vàng vàng quá. Trời. Đi với ba kìa, lại lên. Bầu trời hôm nay màu vàng. Hoàng hôn vừa xuống, hái là ký. Trời ơi, cỏ cắt xong rồi thơm mùi cỏ ghê. Thấy thơm mùi cỏ không chay? Rồi con ngồi cái nào? Đây giờ nó lấy thiển xạ rồi. Xích bèo. I wanna go to the ice skate. Mom. Mom, Daddy doesn't wanna go ice skate. Ba hơi mệt rồi, thôi ngày mai đi. Mẹ thì bây giờ là cũng đi. Rồi, đây đây. Wait, oh, I didn't turn this on yet. Hai tướng ngồi ghét, em muốn đập ghê à. Hai tướng ngồi muốn đập, cho em đập ghê chứ. Rồi, bây giờ mày đứng đằng trước nha. Khoan, mày đứng đằng trước đã, chờ chút. Can we do strata? No. Yeah, strata's okay. You thought we did sport? Yeah, I thought you said sport. Mommy, okay? Rồi bấm nút biến đi. Hai cha con bấm nút biến đi. Chạy từ thôi nha. Nè lắc kì không bà cô chú. Lắc kì cái mía. Kì đây đây coi. Hắn đi ngoài đường không à. Hắn bé Tư đâu rồi. Bữa nay cũng tập đi ngoài đường đi chơi hết trơn rồi. Chu rất chơi nước nữa chứ. Ừ, cái này là X15 nó hơi bị mờ ta.
Đây là một ngày thử điện thoại. Này là 0.5X nè. Bà cô chú thấy rõ toàn diện luôn nè. Rồi đua lại đây coi. Chạy. Ớ ngàn kìa. Cưng lắm mà bà cô chú ơi. Cưng là bestie á, bạn thân của mẹ. À, nhìn tướng muốn nằm mà nằm ngồi tướng muốn quýnh ghê. Này lớn quá trời lớn rồi. Xe kìa. Taxi, ủa không, pizza, ai ăn pizza. Rồi, cảm ơn ông bà cô chú rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại ông bà cô chú vào video clip ngày mai. Bye bye. Chạy bye bye ông bà cô chú. Bye bye ông bà cô chú. Nhìn lên, nhìn lên. Bye bye bà cô chú. Mẹ nhớ con bà cô chú con. Ừ. Ready, Jenny? Let's go around. Mommy. What do you want?